thật ra nãy giờ kềm lắm, tôi không có muốn khóc, bởi vì cô chú không có khóc. Tại sao có nhiều số phận sinh ra nó khổ mức như thế, nó khổ gần như là trọn cuộc đời luôn, nhưng mà cô chú vẫn cứ sống với nhau như thế, vẫn yêu thương nhau như thế. Cái điều này nó hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Chú với cô gì nè, bây giờ mình khóc cũng vậy, mình đã khóc nhiều rồi, giờ cũng còn nước mắt để khóc nè. Như là 18 năm bây giờ trong cái nhà như là bị cầm tù á, hôm nay là được đến đây là rất là vui mừng, nó cũng như tăng thêm được tuổi thọ nữa rồi đó. Là vui vẻ là xã hội còn có giờ có giờ tưởng tới mình, anh đó giờ nghĩ mình bị bỏ rơi. Đưa nhau đi muôn nơi tận hưởng giây phút tuyệt vời, diệu kỳ mà thật gian đơn là tiếng gia đình thân thơ. Anh mà biết sao mình cưới nhau bao lâu thì mình có con? Cũng khoảng năm à. Năm sau. Trai hay gái đầu lòng của chú? Gái đầu lòng. Gái đầu lòng. Nay cũng ba mấy tuổi rồi đó. Vậy bây giờ hiện giờ thì cô chú có mấy người con? Có một mình đó. Một người con gái thôi. Đúng rồi. Ba mươi mấy tuổi hả? 35 nè. Tại cuộc đời bà đó cứ nó trong cái lăn lộn trong cái bệnh tật rồi không. Cũng hai lần cũng có thai ngoài á, phải mổ. Rồi lần cuối cùng là bị tiểu đường nó làm cho nhũng não. Cái bùng chuối 11 nãy, cái không có để ông làm, chạy lại sách đưa lên gì nè, cái nó buồn tụt ra luôn là mất. Xong rồi cái từ đó sao rồi. Giờ con đứa một. Có gia đình chưa? Chưa có gia đình. Tại cũng còn lưỡng lự với cha mẹ ở nhà. Tại vì giờ bé nói là cha thì già, mẹ bệnh, bé lấy chồng bỏ ai lo. Bé không muốn đi lấy chồng. Trước ngủ về á, cứ vợ xong cái công việc làm ăn á, thì cũng quá thì cũng lất lất thôi. Nó cũng không vui vẻ gì nhiều. Mới đi ghe. Nó xuống nó thấy vậy nó mới nó bán chiếc ghe. Rồi mới đầu tiên chiếc ghe thì đi mua chuối. Cũng như đi mua chuối rồi bán tùm lum á. Rồi sau đó bị nước lụt hết chuối rồi mới đi lên thành phố nè. Mua giải về đổi túa. Đã lúa thời gian rồi cũng làm ăn không được. Ghe nó bị lũng. Thê lương lắm, gian trinh lắm, thâm trầm lắm. Đội đi ghe mà chồng không biết lái, vợ không biết chống chèo nữa. Cứ bị té sông hoài. Trời ơi. Nó lúc đó thì con bé nó còn nhỏ. Rồi nói với cô chú mới hay, nó hay đeo theo, bám theo mẹ lắm đi. Rồi hai mẹ con cứ chống chống hồi là lọt sông, nhảy xuống dân lên. Cứ vậy đó. Rồi người ta biết bé bán bãi ta đậu, còn mình đâu biết. Lại đậu ngay cái chỗ đó nhà có cây sắt. Đậu thì nước lớn, khi nước rộng đó cái nó bị xuống cái nó lủng ghe. Đang ngủ nước lên, chuối trôi tùm lum. Trèo lên vớt lên bờ để đó. Sáng lại mới lấy giải đóng vô. Rồi tát nước ra hết. Thì chạy tiếp. Năm đó bà bị bệnh. Bệnh mới nghỉ luôn. Cô bệnh lâu rồi hả cô hả? Bệnh 18 năm. Trời đất ơi. Bây giờ đi lại 46 tuổi. Đi lại bằng xe lăn không cô hả? Này thì bây giờ đi bán bằng xe lăn. Đi bán số bằng xe lăn. Bán số bằng xe lăn. Nhưng mà đi ở nhà tập đi bộ thì chống gậy. Chống gậy đi. Tới lui được. Tập đi. Là bây giờ còn chống gậy tới lui. Chứ xưa là nằm không à. Vệ sinh này kia là nhà ảnh bồng ngẫm vậy đó. Bởi vậy khi mà lấy chồng rồi có con bé là thấy. Thấy con bé bởi vậy muốn đền bù cho nó mà mình làm đâu có gì ra tiền cho nó. Nó nói bụng, nó hai chồng lo đi mua chuối bỏ. Nó nói bụng nó nằm ôm con mà khóc. Hai chồng ôm con khóc. Mà tại hoàn cảnh thì mình phải chịu thôi. Đến khi nào thì cô chú mới lên Sài Gòn? Cái đợt mà nó bị lũ lụt á thì ở dưới đi ghe lên đây mới sang được cái chỗ ngoài chợ á, cái sạp. Lên cái sạp là mình dựa trái cây mình bán. Ngoài chợ nó giải tỏa đó, mình không buôn bán được á, mình mới vô nhà. Vô nhà thì lúc đó bà bệnh, bà bị tai biến đó. Bà bị đó bệnh, lúc đó là mới xây sở. Từ từ mới bán cái số.
Rồi có bán nhang đèn của bà chị, bà đi tu. Thì thời gian đó mình bệnh, rồi ổng đi bán ở nhà. Sợ trời mưa lắm, mỗi lần mà trời mưa mà gầm là khóc. Trèo lấy mền trùm lại ngồi khóc. Sợ sợ cái sóc trời gầm á. Sợ trời gầm. Ông về ông thấy ông mới thôi, không bỏ bán về chứ không lẽ bỏ vợ ở nhà để tự em. Lúc đó bán nguyên ngày mà không biết là ấy, rồi bán nửa ngày thôi. Bán nửa ngày bán biết cái mất khách chứ nghỉ luôn. Đi về chăm vợ. Nghỉ luôn. Sợ vợ. À, sợ bà bệnh chăm sóc cho bà đó. Rồi cái bắt đầu cái thôi thì giờ bán cái số đi. Bán cái số từ 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 từ. Nói đúng ra thì cuộc sống nhờ bà con cô bác. Cái tình thương của bà con lớp sớm á giúp đỡ, hỗ trợ. Ở địa phương, chính quyền địa phương hỗ trợ. Chú vừa đi bán, rồi vừa chăm vợ, rồi chăm con nữa. Con lúc đó nó cũng lớn rồi. Lớn rồi. Lớn rồi nó phụ. Nó cũng phụ việc nhà. Nói đúng ra sau này nó lớn lên, nó học, nó ra trường. Mà cháu học, nói giờ tội nghiệp cháu. Cháu học rất là giỏi, nhưng mà không có điều kiện nữa. Cho cháu học tới nơi chốn. Cái nhà cháu đi thi ngày lăn đùng ra nằm đông, chứ thi không được. Lúc thi đại học á, nó là sợ đậu không có tiền để mà học tiếp. Rồi nó thi rớt luôn, rồi nó nghỉ luôn. Nhưng mà nó ra trường rồi nó vẫn đi làm. Làm nó kiếm thêm để nó phụ như này, nó nuôi. Cũng tội nghiệp. Cô lúc đó mình bệnh, mình nằm ở nhà rồi con mình nó vậy đó, cô chắc cô bị tâm lý lắm đó cô. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó là trong gia đình những sự cố lắm. Nhiều cái cảnh. Tại vì trong nguyên cái năm đó là cách 3 tháng một đám tang, 3 tháng một đám tang. Là 3 tháng trước là tang của ông già chồng là ba anh này. Rồi 3 tháng sau là đám tang ông bà già chồng của má anh này. 3 tháng sau tới ông già ruột. Cũng nằm trong cái cảnh 3 tháng sau thằng em trai đi nhậu rồi bị trúng gió chết. Coi như là hết gượng nổi rồi đó. Cô chú ơi, mình đi bán vậy rồi cái mùa dịch vừa rồi đâu có bán gì được đâu. Dịch ngưng. Cái mùa dịch thì là cái mùa dịch vừa rồi á, chú Linh với cô Lan biết thê thảm. Nguyên gia đình bị hết luôn. Bà già ruột của tôi á, ở dưới quê lên bị tai biến té rồi nằm đó. Rồi dịch tới nữa, gia đình bị, rồi bà chết. Tại đâu có thuốc men được. Không có cái nào mà tả nổi. Coi như là muốn là buông bỏ hết á. Nhưng mà nghe ông này, ông kề cận ông, em rắn ngượng lên đi. Mà sợ á chú. Tại vì hỏi chú nè, ở chính giữa mà bên đây nè, hẻm này mình hòa lại, xem mình hòa lại, lại chả đi thiêu đó. Mình chính giữa tê tái luôn. Mà xác mẹ thì nằm đó, rồi đau thương. Gia đình không có cách. Rồi cũng nhờ quỹ ban, ta gọi mấy người làm từ thiện đó, đem lên. Ta mới gọi điện hỏi bây giờ là kỳ đó là hạn nhiêu. 18 triệu. 18 triệu chị, chị hỏi ý kiến hôm nay trong gia đình có tiền không? Nói giờ có 100 ngàn. Mà không biết qua đợt dịch này nổi không. Chú Linh biết ta lại ta liệm á, mà nói để mà có tiền cho tiền cà phê người ta. Có 100 ngàn móc cho. Nó không nhận, nó trả lời. Nó nghe hoàn cảnh vậy nó thôi. Đã gia đình bị thương mà xác mẹ nằm đó mà không làm sao mà để lo trọn vẹn. Lúc đấy em Út thì ở dưới quê hết, đâu có nhà ấy, nó ở đâu có ai, trả ai được đâu. Nhỏ em nói về chị ơi, chị đi thiêu đi rồi xong rồi em coi em về má với chôn. Cái nhỏ con gái con bé nó nói gì nè, nó nói câu gì nè. Mẹ ơi, giờ người chết đã chết rồi. Mẹ cần người sống nè, mà sống với con đi với cha cũng được. Không làm gì ngồi đó đi, con đi làm về con tới cha. Mẹ ngồi đó là cũng vui rồi. Mẹ ráng đi mẹ. Mà thấy con mà xót xa mà gượng qua. Nhưng không có con bé dành này là chắc buông luôn. Không có con bé dành này là buông luôn. Có bao giờ mà cô tủi thân cô khóc một mình không cô? Rồi khóc hoài. Không có bệnh nó khóc hoài. Ngồi mình ở nhà tôi bắt mình phải đi bán kiếm xin nhai. Thì bà ở nhà mình, bà ngồi tủi thân cũng khóc về thấy vậy thấy ghét rồi bà. Chắc trưa rồi tôi ở nhà luôn, tới chiều luôn. Nghỉ bán luôn rồi về nhà. Bán ghét thì nó bỏ bán ghét cái mất khách. Lúc nào tôi cũng phải là cái trụ vững cho gia đình. Nên mình không có thể hiện được cái sự nó bị thối chí. Mà bà này thì bà luôn luôn bà bị thối chí. Sợ ổng nhà cứ ngồi năn nỉ.
anh ơi, nhà có mình anh là trụ cột, anh có gì em với anh phải muốn chết luôn. Nếu không có gì đâu, vẫn tin đi. Rồi sau khi đến với cô đó, có bao giờ chú dự định là chú sẽ chia tay mối tình này bởi vì khổ quá không? Không, cô rất thương bạn. Tại vì cái sự đồng cam cộng khổ với bà với mình này nó đậm. Nên nếu mà bà có mất đi ra, tôi thấy tôi bị lẻ loi, có thể là nó bị học hẳn nó trong cuộc sống. Nên tôi rất là giữ gìn cho bà, chăm sóc cho bà khỏe lên. Mình muốn lúc nào bà cũng cho bà khỏe lên, chăm sóc cho kỹ càng cho bà vui. Chú yêu điều gì ở cô nhất? Bà thì cũng thật tình lắm, nhưng mà lúc nào cũng chân thật, cũng lo lắng cho gia đình là mọi thứ về ăn uống gì này kia bà lo hết. Tức là cả cuộc đời của chú chỉ có mục tiêu là cô là chính thôi. Đúng rồi. Cô là tình yêu lớn nhất của chú thôi. Ngoài ra không có một cái suy nghĩ gì, tư tưởng nào với người ngoài nào hết. Dù vợ mình bệnh cũng là một cái gia đình, mà muốn gia đình hạnh phúc thì mình phải gạt bỏ những cái đam mê, những ham muốn, những cái gì đó mình phải lắng động lại hết. Mà tôi thì nghĩ là tình thương thôi, tình thương. Mà bà đang bệnh vậy à, mình phải gánh chứ không bỏ được. Để một người đau khổ là mình còn khổ hơn nữa. Nếu mình bỏ một người vợ mà bệnh đang bệnh hoạn mà đi ham vui một cái chỗ khác thì cái chỗ này ai gánh, mà cái người vợ mình sẽ bị đau khổ rồi sẽ gọi là không còn sống ở thế gian nữa. Phải động viên mà làm cho bà vui vẻ và cười vui cười lên để xóa tàn cái bệnh hoạn các bạn. Khi bà khỏe lên rồi á, bà mới đề nghị là kiếm xe lăn đẩy bà đi tối á, ban ngày thì tôi đi bán, nhưng ban đêm á thì đẩy bà theo vòng bán cho bà vừa vui, có bà thì bán thì người ta ủng hộ nhiều hơn, ta thương bà lắm. Tại lúc bà bán trái cây bà vui vẻ hoạt bát, với lại bút quen biết á, nhiều người ta thương bà lắm. Nhưng mà chú sợ điều gì nhất? Chứ là sợ là hai người mất đi một người. À, nếu mà ví dụ như tôi mà mất đi thì bỏ bả bơ vơ, bả mà có đi chết tôi thì tôi bơ vơ. Thành ra thật sự sợ cái sự bơ vơ của cuộc sống. Cô với chú lấy nhau là gần 40 năm rồi, cô thấy chồng của mình là người như thế nào? Tính cách là đàng hoàng, không có bậy bạ, với lại đâu đó rõ ràng rất là thương vợ. Bản thân cô bây giờ ai đụng tới không được, dù là mẹ cha mà nói tới cô không cho. Từ cái lúc mà cô bệnh á, cô không có giúp được gì cho chú hết, mà còn là gánh nặng của chú nữa. Có bao giờ cô nghĩ tới chuyện là thôi để cho chú đi lấy vợ đi? Cũng nói hoài mà chú không chịu. Chú nói đã là khi mà đứng trước bàn thờ tổ tiên, hứa với ba má là dù thương yêu dù cho bệnh tật cũng không bỏ nhau. Mà giờ như vậy là quá lỗi đạo, không được, không chịu. Nhiều khi nghĩ nó thiệt với Lan, nghĩ thôi về sống thì nuôi chết thôi, không cần gì hết, chết để cho ổng được nhẹ nhàng. Thì con bé nói mẹ nói gì là mẹ sai. Mẹ biết á, dù bây giờ trời có sập đi nữa thì còn con với cha chống cho mẹ. Mẹ đừng nghĩ gì. Bây giờ nếu như cho cô một điều ước thì cô sẽ ước cái gì? Ước là sức khỏe với lại được trong gia đình đạm bạc, trong yên ngoài ấm thôi. Ừ. Như mặn bao nhiêu ăn bao nhiêu, không cần giàu sang phú quý gì. Đó, nguyện vọng là gì? Cô chỉ ước được sức khỏe thôi, để cô được sống hoài với chú luôn. Để chú bớt lo lắng, chú bớt gánh nặng đi. Thật ra chú rất là cảm động khi mà chú nói là chú sợ nhất là một trong hai người mất đi. Khi hỏi cô ước điều gì thì cô ước là cô chỉ được sinh hoạt cho nó thoải mái để chú đỡ phải lo thôi. Nó quá đơn giản. Đơn giản còn hơn cái điều gì nữa. Nhưng đối với nhiều người nó khó thực hiện lắm á. Thật ra trong cuộc sống này á, nhiều người người ta lại ước á là tôi có rất là nhiều thứ, có nhà lầu, xe hơi, tôi ước trong cái danh vọng, ước một cái sự nổi tiếng nào đó. Nhưng với cô chú thì chứ được ước nó cũng rất là nhỏ nhoi. À, Linh cảm động ở đây, thật ra nãy giờ Linh kềm lắm.
mình không có muốn khóc. Bởi vì cô chú không có khóc. Tại sao có nhiều số phận sinh ra nó khổ mức như thế? Nó khổ gần như là trọn cuộc đời luôn. Nhưng mà cô chú vẫn cứ sống với nhau như thế, vẫn yêu thương nhau như thế. Cái điều này nó hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Chú với cô vậy nè, bây giờ mình khóc cũng vậy, mình đã khóc nhiều rồi. Giờ cũng còn nước mắt để khóc nữa. Với cô chú thì càng khó, càng khổ, càng đau thì cô chú là càng yêu nhau nhiều hơn nữa. Cái điều này cần lắm trong cuộc sống. Ráng rồi sẽ qua. Cái câu mà cố gắng lên là qua, cứ vậy để sống. Là quý với cái người chồng là chú Linh Quang biết là nay là 18 năm chăm sóc chưa một tiếng nặng nhẹ. Nếu mà chúng ta biết hạnh phúc từ đâu thì từ nơi gia đình chúng ta. Ấm từ đâu? Ấm từ là cái giường của ta ngủ. Cái giường ta ngủ rất là ngủ ngon. Hàng ngày ta mà ngủ giường lạ ta ngủ không được. Mà cái giường mà cái giường cũ ta ngủ hàng ngày ta ngủ rất là ngon. Em yêu, hôm nay có dịp bày tỏ tấm lòng anh. Em là người vợ tuyệt vời. Tuy cuộc sống trải qua biết bao thăng trầm gian khổ, em bị bệnh đó, nhưng vẫn cố gắng lo cho từng bữa cơm. Cảm ơn em là tất cả. Mãi mãi là tất cả. Anh yêu em. Cô thấy sao cô? Xúc động. Như là vợ chồng sống nay là mấy chục năm, nhưng mà hôm nay mới nghe được tâm sự này của người chồng. Đã như đã quý rồi, bây giờ lại có cái tôn kính giữa cái tình thương, càng khổ càng yêu càng thương. Đó là một liều thuốc để thúc đẩy lùi xa cái khổ, lùi xa bệnh tật để mình vươn lên cùng với xã hội. Chú coi như đây là một cái buổi đang đổ bánh xèo đi. Chú có nhớ là cái nụ hôn lén ngày xưa đi. Thôi, cái niệm đi nha. Cái niệm mà này là khắc ghi lại mối tình đầu. Như ngày xưa là dạ, lần đầu tiên bị hôn lén. Cái này là như là bạn đời. Cảm ơn cô chú rất là nhiều về cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Mà chính chúng ta phải nhìn lại chính mình. Thì đây cũng là cái có lời gì dạ. Như là 18 năm bị ở trong cái nhà như là bị cầm tù á. Hôm nay là được đến đây là rất là vui. Mừng nó cũng như tăng thêm được tuổi thọ nữa rồi đó. Là vui vẻ là xã hội còn có giờ có giờ tưởng tới mình. Đó giờ nghĩ mình bị bỏ rơi. Không, xung quanh cô chú Phụ Linh tin chắc rằng còn rất là nhiều điều tốt đẹp. Tốt đẹp lắm. Cô chú thật ra là rất đẹp trong mắt mọi người. Và cô chú thực sự là những con người giàu có. Giàu có tình yêu, giàu có tình cảm. Và giàu có từ chính cái sự tử tế trong trái tim của mình. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Cảm ơn chú.